cách kiếm ít nhất 500 đô mỗi ngày trong vòng 30 phút làm việc. Ồ, cái trade đầu tiên mình short 150 share của Tesla để nó break 194. Mình đợi nó break xuống 194 là mình take profit. Lúc này market nó đang try to break 194 ở đây nè. Mình thấy nó flush down là mình take profit liền. Lúc này nó breaking down nè, nó break 194 rồi, nó chuẩn bị flush down nè. Ok, mình take profit ở đây. Cái cây này mình lời được 217 đồng. Cái cây tiếp theo mình short 200 share để nó spy down. Nó break intraday low 192. Nó spy down là mình take profit liền. Cái cây này mình lời được 69 đồng trong vòng 10 giây thôi là mình out liền. Lúc này là market đang form downtrend. Mình đợi market nó pull back để mình short tiếp. Mình short 200 share của Tesla ở đây để nó keep cái downtrend, để nó flush down là take profit ở đây liền. Lúc này nó flush down là mình take profit ở đây. Cái cây này mình lời được 52 đồng nữa. Cái small trade này có 28 đồng thôi, nhưng mà mình chỉ kiếm nó trong vòng 10 giây à. Cái short tiếp theo mình short 200 share của Tesla, nhưng mà cái này là chưa có confirmation, mình short hơi sớm nên cái cây này mình bị thua. Cái cây nó squeeze up luôn, cái cây này mình thua 88 đồng. Lúc này là market nó có big resistance ở 196 nên mình short ở 196. Nếu mà nó break over 196 là mình cover lại liền. Nhưng mà nó break không được 196 nên mình keep cái short này. Mình đợi nó flush down để mình take profit. Lúc này là thấy nó không có break được 196 rồi, nó chuẩn bị flush down nè. Nó flush down là take profit liền. Cái cây này mình lời được 119 đồng. Sau cái trade đó mình có mấy cái trade nhỏ ăn 10 tới 20 đồng, mình bỏ qua, mình không có record ở đây. Mình chỉ record mấy cái trade bự thôi. Lúc này market nó try to break 196, nó retest 196. Nhưng mà nó fail to break 196 ở đây nên mình short tiếp 200 share ở đây. Lúc này cái momentum để break 196 rất là weak nên mình add thêm 200 share đây nữa là 400 share luôn. Short 400 share của Tesla ở đây. Nó không có break được 196 đâu. Đợi nó flush down the take profit. Nó flush down đây nè, mình chuẩn bị take profit. Cái cây này mình lời thêm 168 đồng nữa. Lúc này là market nó break 196 rồi nè. Nó chuẩn bị break 197 nhưng mà nó false break out ở đây. Nó fake break out nghĩa là khi nó try to break lên. Nhưng mà cái cây tiếp theo là nguyên cái big red candle luôn. Mà cái cây đỏ này nó bự hơn cái cây xanh luôn. Các bạn nhìn cái cây này nè. Nó gọi là false break out. Thì mình đợi mình short tiếp, mình cứ short 250 share ở đây. Mình đợi nó flush down là mình take profit. Cái cây này mình lời thêm 119 đồng nữa. Tính ra là total hôm nay mình kiếm được 613 đồng trong vòng 30 phút trading.